Đây rồi bác. To hơn cái đầu của em luôn. Đầu em mặc quần áo vào là bộ quần áo là nhìn cái đầu to lắm nhá. Đây con to gần gấp đôi các bác. Em Quế Châu Phi xin chào tất cả các bác nhá. Chúc các bác có một ngày tốt lành ạ. Em nay đi bắt ong các bác nhá. Lúc sáng em đi qua đây thì có phát hiện ra một tổ ong vỏ vẽ các bác. Bây giờ cuối mùa rồi chả biết là còn nhộng hay không. Em cứ bắt quay cho các bác xem cho vui, chứ bây giờ hết mùa rồi em chả biết kiếm đâu nữa. Mấy hôm nữa em lại chuyển sang món gà đấy các bác nhá. Em lại đi bẫy gà. Mấy hôm nay em đang xích gà để chuẩn bị đi bẫy các bác. Nay thì vô tình em đi qua đây thì gặp một tổ ong thì từ hồi sáng à. Giờ buổi chiều giờ giờ em mới đem quần áo lên để bắt nha các bác nhá. Đây thì em quay cho các bác xem tổ ong nhá. Giờ tổ ong trên kìa các bác ạ. Tổ này thì cũng bé thôi, không hẳn là to mấy đâu. Đây các bác. Chả biết là còn nhộng hay không nữa. Chả biết cái cây như này chứ không biết là trèo lên lấy hay chặt xuống đây. Chắc là em trèo lên cái cây bên cạnh này xong rồi em chặt xuống rồi các bạn. Hình ảnh nó hơi kém các bác thông cảm em với nhá. Giờ trèo lên trèo cái cây này cũng khó trèo phết đấy. Nên em trèo lên đây thôi các bạn. Em trèo lên cây bé này xong rồi em chặt cái cành bé này xuống. Chả biết là còn mấy không, nhìn cũng khá là to đấy. Em chuẩn bị công tác để em lên chặt nhé các bác nhé. Thì em lên bắt nha các bác nhé. Toàn thật rồi bố em mà.
chặt xuống rồi các bạn. Đây các bác nhá. Chào cậu. Khá là to đấy các bác, nhưng mà không biết là nhưng nó đái vào cái cam này các bác. Thấy mờ mờ này. Đái vào cái cam rồi nên là hơi mờ, các bác thông cảm nhé. Khá là to đây các bác. Có chả bá luôn này. Nhưng mà không mẹ đâu hết rồi. Em cũng nghi là nó lở hết rồi các bác. Để em bóc ra nha các bác nha. Cái vỏ nó dày lắm các bác ạ. Con nhộng to kinh nha. Cuối mùa nhộng to lắm các bác ạ. Là nở hết rồi các bác nhé. Rồi, nở hết rồi các bác. Như là còn độc mỗi miếng ngoài rồi các bác. Hết rồi các bạn, còn độc mỗi miếng ngoài thôi, còn thế. Này thì đi qua nhiều lắm nhưng mà cũng thấy lúc thấy thì lại nở hết rồi các bạn. Quá phí luôn các bạn. Còn đâu có miếng bên ngoài đâu các bác. Đây nhá các bác nhá. Thành quả đây các bác. Nở hết rồi các bác. Được có 1-2 miếng bên ngoài rồi thôi các bác. Đây tổ rõ to lắm các bác nhá. Nhưng mà được có tí này thôi. Trời nắng nóng quá các bác. Chắc cũng là tổ cuối luôn rồi, giờ chả biết kiếm rồi các bác. Và kiếm cũng như toàn như này chả bỏ đâu các bạn. Mệt lắm. Khả năng là em sẽ dừng video ở đây nhá các bác nhá. Các bác xem video nhớ cho em xin một nút like với lại một nhấn giúp em một lượt đăng ký để em có động lực em đi quay tiếp các bác nhá. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã xem video hết video này. Xin chào tất cả các bác nhá. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.